Mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình nha. Mình là Thắng Lê Cái Bi Farm. Thì hôm nay em đóng cá cho khách này, rồi sẵn em quay lại cho anh em xem ha. Đây là cá của khách em đã lựa ở trên rồi nha anh em. Đó, full gold, rồi Dumbo, rất là đẹp luôn nha anh em. Có Silvigado nha anh em ơi. Đó, anh em thấy không, cá đang sai để ôm trứng, ôm bầu luôn nha anh em. Hàng này về cho anh chị em làm giống đó. Ở bên đây thì có rồng xanh luôn nha anh em. Đó, rồng xanh hôm nay bán khoảng tầm 7-8 cặp hả anh em ơi. Rồi bên đây là gồng đỏ nha anh em. Gồng đỏ thì nói chung anh em bắt cũng nhiều ha. Gồng đỏ thì để cái nào màu trắng anh em thấy cái màu không lên nữa ha, nhưng mà rất là đẹp luôn. Rồi bên đây là HB và Blue anh em ơi, còn ít cặp hả nha. À, bên đây là máy Dumbo rồi nha anh em. Máy này size em gần 3 tháng đâu anh em ơi, còn rất là tơ luôn nha. À, còn đây là hùng sớm đóng hàng cho anh chị em nha anh em. À, Dumbo hàng tuyển giống anh em ơi, rất là đẹp luôn nha. Hôm nay em bán khoảng tầm 40 cặp đó anh em, rất là nhiều luôn nha. Hàng tuyển giống không anh em ơi. Thì bên chạy của em là Dumbo rất là nhiều luôn nha. À. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu anh em một số dòng ha. Và đặc biệt á, anh em là bắt đơn hàng từ 300k trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ là free ship nha anh em ơi. Đó, hỗ trợ anh em hết tháng 6 rồi luôn ha. À, hết mùa ego luôn anh em ơi. À, Dumbo hàng tuyển giống rất là đẹp luôn nha anh em. À, thì cái hàng này á, anh em bán lẻ là 60.000 một cặp. Ngày hôm nay anh em bắt combo 5 cặp để anh em 5 cặp á, là 200k thôi. Free ship là 40k. Còn anh em là bắt đơn hàng á là từ 300 trở lên á sẽ được free ship nha. Và Dumbo này á em để giá combo cho anh chị em là 10 cặp á là 350k thôi nha anh em. Tại vì cái bộ này á là Dumbo Pit E, hàng tuyển giống, hàng cực kỳ đẹp luôn. Bao là chất lượng cho anh chị em luôn ha. Về làm giống anh em. Bộ gen lên tay bơi rất là dài luôn và vẫy rất là sáng nha anh em. Anh em xem cá rồi nha. Lâu lắm rồi không có lựa cá mà để ngoài nắng đó anh em. Quay ngoài nắng cho anh em xem ha. Đó. Con nào nấy màu sắc rất là tươi luôn, màu sắc quay cái tay bơi anh em rất là dài luôn ha. Thì cái size cá là gần 3 tháng thôi anh em. Cái dòng Dumbo anh em nuôi càng lâu thì cái tay nó càng bự nha. Còn đây là clip cá máy anh em. Máy này là em vừa lựa ở lưng của chỗ khách luôn nè, rồi em quay anh em xem luôn. Cá này cá của khách đặt hết trơn rồi nha. Đó. Size cá máy là nhỏ hơn con út nha anh em. Size này là size 2 tháng rưỡi thôi anh em ơi, khoảng tầm 3 tháng đổ lại à, không có cao đâu. Hàng á là đang ôm trứng ôm bầu luôn nha anh em. Cá đang ôm trứng ôm bầu nha. Về mình ghép vô và cho cá sinh sản nha anh em. À, cá thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% nha. Anh em ở đâu cũng nhận cá được ở chân luôn. Ở miền Nam thì một hôm có, miền Trung thì hai hôm, miền Bắc thì ba hôm anh em. Là em ship toàn quốc luôn ha, cho nên anh chị em yên tâm ha. À, còn đây là full gold, hàng full option tuyển giống anh em. Hôm nay thì em còn khoảng tầm chắc là trên 20 cặp đó anh em. Hàng rất là đều như clip nha anh em. Hàng rất là đều luôn. Và em bán giá cực kiểu đãi cho em ha, là bán nhanh lên em luôn là 120.000 một cặp. Anh em là bắt combo 3 cặp á, để anh em 3 cặp là 350k thôi. Và đặc biệt là hỗ trợ free ship cho anh chị em luôn ha. Đó, 3 cặp chỉ 330k thôi mà được free ship là quá hời luôn anh em ơi. Mà với cái bộ mà chất lượng như thế này á, thì anh em về làm giống yên tâm ha. Cái bộ này của em á, là bố mẹ nha, bố mẹ là Finsi hết. Rồi thì nó sẽ cho ra đời con ha, là tay bơi bớm Finsi có luôn nha anh em. Và tay bơi lông e có hết trơn luôn nha. Đó, cái bộ này là bố mẹ lông e hết nha. Tay bơi anh em thấy không, có một mấy con này là không có con lên tên lông e ha, có toàn con thì tay bơi bớm nha anh em. Đó, thì anh em chơi chiên con thì sẽ biết nha anh em. Đó, hàng rất là đẹp tuyển giống anh em ơi. Tiếp theo thì em có Silvigado anh em ơi. Hàng này hôm nay em có số lượng cũng ít thôi nha, không có nhiều đâu. Đó, mà hàng rất là đẹp luôn. Được anh em ủng hộ mấy cái này rất là nhiều luôn nha. Và em bán cho anh chị em á, là combo 5 cặp đi là 200k thôi. Và anh em là bắt 10 cặp á, để anh em 10 cặp là 350k. Free ship luôn nha anh em. Tại vì em đang hỗ trợ free ship á, cho đơn hàng từ 300 trở lên nha. Anh em cứ bắt 10 cặp về mình nuôi đi nha anh em. Cái màu con cá này màu đỏ trắng rất là đẹp luôn anh em. Và rất là dễ nuôi luôn nha anh em. Dòng này tuy mắt đỏ thôi mà cực kỳ dễ nuôi luôn. Và cá rất là háo ăn luôn ha. Đó, nó rất là sung anh em. Gặp mình là bắt đầu nó bu lại đồ ăn ha. Còn đây á, là khi mà em để cá lên hồ xô ha anh em. Để lên hồ kính đó nha, cho anh em thấy rõ con cá nha. Màu sắc rồi quay đuôi quay lưng nha anh em. Size cá nó khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thôi. Và anh em thấy không, trên thân có một lớp platinum màu trắng trắng hồng hồng. Và nửa thân sau á, là màu đỏ cái đuôi nha anh em. Cái đuôi màu đỏ nha. Và con mắt con cá anh em là màu đỏ luôn nha. Đó, nhìn con cá đẹp ghê anh em. Cái dòng này mới có trên thị trường cách đây chắc khoảng tầm 1 năm hơn thôi anh em ơi. Bảy màu thì rất là nhiều dòng ha, đa dạng lắm anh em. Và mình cá bên em là cá thường chủng 100% nha, cái màu thường chủng tuyển giống nha anh em. Nói cho nên anh chị em đặt cá muốn cần hàng giống thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha anh em. Cá thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% nha, anh em nhận cá gửi tiền nha. Còn đây á, là gồng đỏ, bộ này bộ BDS BDS hắc môn nha anh em.
Đó. Thì size cá là size còn tơ thôi, size khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Mấy cái size cá như vậy là em xuất bán hết trơn rồi, được anh em đặt rất là nhiều cho anh em. Thì gồng đỏ bên em có số lượng rất là nhiều luôn. Anh em bắt 10 cặp em để là 300 nha. Một cái hàng mà lẻ là 60 ngàn một cặp. Anh em nên bắt 10 cặp, 50 cặp đi đi về mình nuôi nha anh em. Đó, vậy nuôi với lưng khá là đẹp nha, tại vì size còn tơ chưa bung hết nha anh em. 10 cặp 300k free ship luôn anh em ơi. Về là mình cho đẻ luôn anh em ơi, quá trời đã luôn nha. Thì anh em nào muốn chơi gồng đỏ này thì cứ liên hệ cho em. Gồng bộ gồng này bộ gồng của Thái nha anh em. Trên thân có một lớp platinum, vây đuôi vây lưng bung khá là đẹp nha anh em. Bộ này từ BDS Hắc Môn đó anh em ơi. Đuôi cũng khá là đẹp nha. Rồi thì anh em nào muốn chơi gồng đỏ không thì cứ liên hệ cho em. Bộ này về cho anh chị em nuôi hỷ sinh nè, làm giống khá là ok nha anh em. Gồng đỏ thì cực kỳ dễ nuôi, một dòng cá quốc dân rồi, ai cũng biết hết trơn luôn. Còn đây là clip cá mái nha anh em ơi, mái thì sai đang ôm trứng ôm bầu luôn, về là cho việc tụi mình cho sinh sản đâu nha anh em, cứ để chung với nhau. Con cái màu rất là dễ đẻ luôn anh em cứ để chống mái với nhau là khoảng tầm 10 ngày, 20 ngày. Thường thường cái màu khoảng tầm 20 cho đến 30 ngày sẽ đẻ một lứa nha anh em nhớ nhớ là mình chăm sóc tốt khoảng tầm 20 ngày thôi. Còn đây là gồng xanh nha anh em, gồng xanh Platinum. Gồng xanh thì em còn ít cặp hà, thì anh em nào có chơi thì hú em ha, liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó anh em, đang có nhắn tin cho em nha. Gồng xanh này để anh em là combo 5 cặp là 200k thôi, tại vì gồng xanh làm cũng khó anh em, nói chung là nó tỷ lệ nhiễm nhiều ha, em phải lựa ra mấy con đẹp như thế này rồi bán cho anh em đó. Đó, anh em cũng biết gồng xanh làm ha, gồng xanh gồng tím làm là tỷ lệ nhiễm khá là cao cho nên ít ai làm lắm anh em, làm đẹp như thế này ha, phải bán giá mềm nữa anh em, bán cho anh em chơi mà xả hàng luôn, 5 cặp là 200. Thì anh em nó có cần thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo nha anh em. Cho anh em về chơi rất là đẹp luôn, màu xanh lá cây nó na nước, màu xanh lá cây nó nước biển xíu nha nè. Cá thì em ship toàn quốc và bảo hành 100%, anh em nhận cá rồi gửi tiền cho shipper nha anh em. Có vấn đề gì cứ quay clip lại gửi qua bên em nha. Còn đây là clip cá mái gồng xanh nè, mái này cũng bình thường thôi anh em ơi, cái đuôi màu xanh xanh ha, và thằng thì đang ôm trứng ôm bầu luôn, về cho việc là cho sinh sản thôi anh em ơi. Về nhà nuôi khoảng tầm 5-10 ngày là cá đẻ rồi ha. Cá khá là ok cho anh em, size cá là size gần 3 tháng thôi. Thì clip em giới thiệu cá bảy màu đến đây kết thúc nha, chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha. Anh em cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha. Có vấn đề gì thì có câu hỏi gì thì anh em cứ comment lại nha. Rồi xin chào anh chị em.